Đây đi con ha. Rồi, con mở lấy cái kiếm thầy, mời cái dân cư sĩ ra đây chút. Rồi, con qua kia. Con ngồi chỗ Dung cũng được. Xin kính thưa chú quý vị đạo tâm bằng tín đồ Phật giáo. Hôm nay trong buổi chiều về, thầy đang ngồi ở tại thiền tịnh Bù Sơn, cùng là gia đình của kỳ dân cư sĩ, là một huynh trưởng để dìu dắt tất cả các anh em đồng đạo trong buổi cơ hàng mà mình đang thiếu tu. Mình thiếu rèn luyện phước đức và đang bắt đầu, cũng như đang tất cả Phật tử không có thiếu tiền bạc, không thiếu nhà cửa, không thiếu gì, nhưng mà mình cũng đang thiếu một cái tình thương duy nhất. Tình thương đó là tình thương an lạc, có nghĩa là tình thương Phật. Và có thương Phật mới có thương tất cả mọi người. Mà kỳ dân là một người để soạn thảo ra những từng nguyện kinh, từng lời nói, từng câu văn, từ câu giảng, để cho tất cả bà con anh em khắp mọi miền để nghe, thấy, biết, để rồi quay về với Phật. Như vậy thì hôm nay thì có ý kiến để mời kỳ dân cư sĩ là một huynh trưởng ở tại thiền tịnh Bù Sơn Sydney có ý kiến. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý vị đồng đạo có mặt tại thiền tịnh Bù Sơn hôm nay, nhân dịp đức thầy vô danh hạnh sĩ đến Lục Châu thăm đồng đạo và tất cả đồng bào, thì anh em hội họp đầy đủ hôm nay thì để coi như đón tiếp đức ngài tới, và tất cả kính chúc thầy sức khỏe được an lạc, và kính mong thầy có những cái lời nhắn nhủ, khuyên nhủ anh em để tinh tấn tu hành. Dạ, kính thưa thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin hồi hướng công đức này trước kỳ dân cư sĩ. Mà ở dưới đây thiền tịnh này thầy đã nói từ lâu rồi không có đến được. Ngày hôm nay do nơi phước đức trời ban phước lành cho ở Úc Châu, một sớm, một chiều, một chỗ nơi mà tất cả các vị đang tu tập, đang có một chí hướng về Phật Pháp, đang làm việc từ thiện đối với tất cả nhân sinh anh em ba tánh, thầy xin hồi hướng chung hết tất cả nhân viên kỳ dân cư sĩ là đại cầu nguyện của thầy, là một tiến sĩ đã băng rừng vượt núi len lỏi, giờ thấy sách kinh nhớ lại quá là công phu. Thì thầy có biết nói gì hơn, hôm nay đến dậm chân ở tại nơi đây rồi thì thầy mong cầu trước gia đình ở mái tranh nghèo, ở nơi đất khách, chúng con đang cố gắng làm việc tốt đẹp, thầy mừng lắm và chúc lành, và xin hồi hướng hết tất cả ở đây một câu niệm Phật A Di Đà và Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, chứng minh cho hết tất cả đồng đạo và quan hỷ đại từ bi. Còn riêng kỳ dân cư sĩ thì thầy nguyện ân trên gia hộ từng phút giây cùng Đức Phật Tổ Phật Thầy trong phái Bụi Sơn Kỳ Hương, việc làm đúng con cứ làm. Mình biên sách chở cứu người, giúp người, khuyên người, chứ không có giết người và làm sai quấy, thì điều đó rất là tốt. Vậy thì xin hồi hướng công đức cả gia đình của trò kỳ dân cư sĩ và bạn đường của trò, và tất cả những đứa con được hưởng phước lành do trò đã tạo ra. Nam mô A Di Đà Phật. Xong rồi, con đang ngồi nghỉ.
hôm nay thì được đồng đạo đến mà như thế này nói về thì phụ với thầy ha, để chèo bơi qua biển, phụ với thầy để có một công tác từ thiện giúp đỡ. Nhưng mà công tác đó chừng nào có việc con hay làm, chưa thì thôi. Và lúc bây giờ phải học trong cái quyển sách mới là mình phải có tâm từ thiện trước đi, rồi sau này có dịp đó mình mặc hai cái áo xin cái đuôi tất cả quý vị và Phật tử đạo tràng ở Úc Châu, thì mình thấy người ta đang lạnh quá cởi cái áo cho cũng là từ thiện. Và mình có hai đồng bạc mình chia người ta năm cắt xu gì đó cũng là từ thiện. Mình đang cầm hai ổ bánh mì mà thấy người ta đói mình cho người ta ăn ổ hay như sao đó, vân vân. Ở đây cùng khắp cả mọi nơi chứ không phải nói là ở đây không. Vì cái pháp tâm từ thiện của chính mình nó không phải là ở một chỗ, nó lan rộng ra khắp tất cả, cũng như ngôi trời đạo lợi vậy, cũng như khắp thế giới vậy. Vì mình đi tới đâu thì mình có cái pháp tâm từ thiện tới đó. Như vậy thì sau những việc mà kỳ dân cư sĩ đã làm qua kinh sám đã đầy đủ lắm rồi, rồi ở khắp nơi trong toàn cầu luôn đó. Có nhiều vị bây giờ làm sao biết được thiền tịnh Bủ Sơn, Sydney. Có nhiều vị làm sao biết được cội nguồn ở đây. Đó như vậy, nhưng từ từ sẽ biết hết. Từ từ, từ đâu cũng lặn lội về mà tìm hết sứ giả của Phật, cũng như Thầy chịu trách nhiệm với Đức Phật Tổ, Phật Thầy vậy. Dù cho có mất mát đi nữa thì trái tim bất di bất diệt cũng vẫn còn, không có lay chuyển. Thì ở đây cũng vậy, đã cầm cái cờ đạo rồi, đã lãnh sứ mạng của tất cả các vị rồi thì không bao giờ. Nhưng mà khổ lắm trời. Biết tu, biết học đạo, biết gội rửa, biết cao thân gỡ phận khổ trăm bề, hơn là lao động đi làm mà chiều về vậy. Thì mong làm sao các đấng giúp hộ cho các vị. Còn thầy thì một sứ giả đang dọn đường, tìm đường. Chúng con có biết không, lúc bây giờ các vị đã về hưu hết rồi đó. Về hưu là các vị Phật không còn có trách nhiệm ở cõi ta bà này nữa đâu quý trò. Tại sao lại là thầy đã nói vậy? Vì còn trách nhiệm chăng là ba vị chính thức nhất là Đức Di Lặc Bồ Tát, Quan Thế Âm, Đức Phật Tổ, Phật Thầy đang giáo đạo Nam Phương. Còn mấy vị ta về hưu hết rồi, ta không còn trách nhiệm nữa. Để mình thọ hưởng cái quả địa cầu mới tận dần thanh đức. Như thế quả địa cầu mới ý nghĩa cũng như là chiếc xe đời mới của con đang đi đó. Hồi xưa mình đi xe đời cũ mà giờ mình đi xe đời mới. Hồi xưa cái nhà mình á nó rệp rạp đi, nhưng bây giờ nhà mới thay đổi hết. Thì thầy mong tất cả Phật tử đạo tràng, anh em ở đây, chúng sinh ba tánh và đồng đạo chúng con phải thay đổi gấp trong mấy nhà bản thân của mình cho kịp ngày để mà vũ trụ này bị thay đổi. Nhưng mà đó là một việc thầy nói, còn chuyện thiên cơ thì không thể quyết định được do nơi trời giờ đổi. Ở khung trời này, ở mảnh đất này, lãnh thổ này sẽ bị sụp đổ hay là bị như thế nào? Vì chúng con nặng quá, gánh gầm cái thúng đó nó sụp, nó đâu có sụp ở chính giữa. Có khi nào mà lâu đời lắm á, thì cái gánh đó thì nó sụp ở chính giữa, chứ còn nó sụp ở bên bìa, bên này, bên nọ, nó lủng ở bên kia hay là bung bên kia, gì bên kia nặng hơn. Còn cái bên mà nhẹ đồng thời nó không có sụp đâu. Nói vậy đó, nó lủng cũng để cái hóa chất gì hoặc làm sao nó mới lủng ở bên này. Vậy thì chúng ta bình tĩnh để rồi lo tu tâm. Thì nói cho con hiểu, muốn sụp đổ đi là muốn cái nước này phải không còn nữa, thì đó là quá nặng nghiệp chướng. Là một hai nữa, gánh cái gì nặng đó thì thầy không có nói được. Cho nên nó mới lủng, nó mới sệ, nó phải băng ở chỗ đó. Có hiểu không? Thì chúng ta chuẩn bị nhẹ nhàng nè, làm tốt trong một khung trời quang đãng, nhưng mà đã rọi thấy tất cả chúng sinh đang làm gì, đã vô mực mật hết rồi đó.
kỳ này mình phải ráng cố gắng vui cho nó quen. Mình không giữ được tất cả mọi điều ở bên ngoài đâu, mà chính bản thân mình cũng không giữ được. Bệnh đau ốm không thể xa được những cái bệnh tật mà mình đang rên rỉ siết ở bên tai đó. Vì thế đó thì chúng con thấy mình phải hồi tưởng, hồi tâm lại để mà tu. Nó giảm bớt. Khi bệnh nặng uống thuốc còn phải chờ đợi một năm, nửa năm, ba tháng, bốn tháng. Còn mình đã bệnh nặng quá rồi mà mình còn là tật nữa, thì mình uống hơi lâu, chờ đợi hơi lâu. Đúng liều lượng của thuốc là một, hay là mình phải ngự trị chính mình. Chúng con ráng đi quản lý mình và quay về mình đi. Không lẽ tối ngày mình có nghĩ sao? Không lẽ mình có thở sao? Mình tu từng hơi thở, từng bước đi, từng chân đứng của mình đó, để có hòa hiệp với Phật, để mình chuyển mình đi cho nó mau. Nói tôi mướn người ta vận chuyển đồ hàng hóa trong nhà, tôi chính mình cũng vận chuyển trước à. Mình vận chuyển trước gì biết không? Vàng, hộp son, hay cái gì quý báu đó mình vận chuyển trước đi. Rồi xe cộ nó vận chuyển ba cái đồ này, chứ nào có dám giao cho xe vận chuyển trước ba cái đó không? Nó lấy hết, phải không? Mình vận chuyển trước cái tâm linh của mình đi, cái linh hồn mình đi. Còn giặt đồ này là cái thân, sao bỏ, ai khiên thôi. Vận chuyển cái linh hồn đi, mình tập cho nó quen. Mình đưa về nước Tây Phương Cực Lạc chứ trời. Có nhiều vị hỏi thầy ơi, Tây Phương Cực Lạc sao mà lên được? Tại vì nói là Đức Phật ở Tây Phương. Thầy hỏi trở lại quý trò, ở đây ra Hà Nội, mình đã có vô Trung ương được, có đúng không? Trung ương thì đại cấp bậc tướng lĩnh, hay là tất cả các vị sẽ làm việc, hay là trong một cái vòng đó người ta đã là nghĩ người ta đã có lực hết rồi, mình làm sao vô đó được, có quy lực. Nhưng mà đến Hà Nội, mà đến Thanh Hóa, Hà Đông hay là mấy cái tỉnh ở bên ngoài, là một người dân ở bên ngoài cũng là Hà Nội, mà mình được về đất Phật Tây Phương, mà mình ở ngoài rèm cỏ đó, mình niệm Phật, mình tu để tuyến đạo, có nghĩa là sau này mình được tiến hóa lên là hạt giống tốt, ngày để dành, ngày rải, ngay cái gia đình nào mà trăm anh phú quý biết tu, xuống đó rồi đi tu luôn, xuống đó rồi hưởng phú quý vinh hoa luôn. Tại vì chúng con đã có sẵn rồi, chờ đợi để rải mọc lên à. Là này, ngày hôm nay như thế này, chứ không ai làm được một kiếp một đời đâu. Mà tắm chúng con thấy không, như ở bên đây đó, hay là mình không đi làm gì đó, xin cái thưa quý vị, mình tắm mau, còn đi cấy về tắm mau hay lâu không? Tắm lâu lắm mà. Tắm bữa nay ban đêm, chiều về đi cấy về, nhưng mà sáng ra rồi đó mình còn thấy tay chân mình còn á, trở lại phải rửa. Mới lẽ để bốc cơm bốc đồ ăn rồi nó hơi bị một chút đó như vậy. Thì nếu mình được tu kiếp này kiếp mãi mãi vô lượng kiếp hay là bao nhiêu kiếp rồi thì mau lắm, sáng lắm. Nói là hiểu liền đó. Mình mới đánh rơi được cái của phàm này, còn không mình khích liền vậy nè. Mình cứ tư tưởng, mình cứ trồng tư tưởng, cứ giữ tư tưởng là cây tủ, cây bàn, cây ghế, mình giữ lại cái đó. Thì nhờ cái đó, nhờ nè, hôm nay thầy trò mình mới được ở đây, rồi nhờ cái chỗ này chúng con đã ở nương thân để mình làm việc phúc, mình làm ăn sinh sống ngày hay buổi xin cơm ăn. Chứ nếu không có chỗ này thì làm sao có cái giả mới tạo thành cái chân. Mình có hư mới có nên, có bị sụp đổ mới thành công lớn. Có bị người ta chửi rủa mình thì mình mới tiến đạo mau. Có bị nạn ách trời tai ba mà sống thần đó thì chúng con giác ngộ gấp kê khỏi thầy phiền. Là như vậy đó. Thì hôm nay mình phải giật mình thức tỉnh lại một phần ít nào. Trên đời ai cũng có Phật hết trong tâm, ai cũng có thánh thần, ai cũng có tiên, ai cũng có thượng đế, ai cũng có trên trời dưới đất rộng bao la trong lòng của mình. Mà tất cả các vị đều có những cái ngôi báo, kho báo khác biệt nhau. Người thì cái tủ đó đựng hộp sò, người đựng vàng, người đựng ngọc, hay là người đựng cái gì nó khác hết à. Đó. Thì cái tâm linh của quý vị đừng sanh biến ra nữa, ngăn chặn lại để dồn cát bụi. Một phút giây chúng ta chỉ một phút một chút thôi, thì hai cái tay này xuôi, nhắm mắt lại,
Trời đem cái thân này cột nhốt ở đâu, thiêu hủy cuộc đời, linh hồn mình biết về đâu. Thầy sẽ nói nhắc, rớt nước mắt trong buổi chiều về ở Sydney thiền tịnh Bủ Sơn, mà nói chỗ kỳ dân cư sĩ đã soạn thảo ra kinh đề giảng luận. Chúng con ráng tu hành để tương xứng cảnh thượng quân, dù bao suối trượt từng cơn, số con lấp bảy đừng giận hờn thầy khen. Ráng tự thắp đuốc thắp đèn mà tiến đầu, tự con về rồi sao vào giường tiên. Ở đây thấy sự không hiền, sớm hôm phải chịu khất nó liền phàm phu. Nhìn nhận đi, chung cung tu là quý, đội đâu có được trò vàng tệ bạc châu. Thầy xuống trần không biết bao lâu, khi nam nữ khi hầu già ca. Nhưng xuống đi chi để quét dọn đường cặn bã, để gieo hạt giống bồ đề, để gầy gá lại đạo tâm. Ngày nay mặc pháp thì thầm, đâu còn gì nữa trong tâm con khờ. Tình thương đạo vô bờ vô bến, còn nghĩa kim bằng thầy muốn đến trao thân. Mình tu mối đạo tứ ân, Bồ Sơn thất tự thầy gần đặng khuyên. Ráng cố gắng cần chiên nó niệm Phật, mình có làm gì đi nữa thì cũng đừng có bẩn chật nghe trò. Niệm Phật đi mình về thế giới tự do, niệm nhiều nữa lên đò về tiên thân. Bụi quân hạ chính mình cứu cánh, Phật đâu cứu được mình rồi quả cảnh làm chi. Mình đừng gieo tội nữa đi, sai lầm dừng lại rồi bước đi đừng buồn. Nghe thầy dặn cội nguồn của con đầu, chắc cũng có ngày con thì con được dạo rồng mấy. Con về đất Phật gặp thầy, gặp tiên gặp thánh, giờ này bình yên. Thầy còn sống cho con để bơi thuyền đứa rước đầu. Chốn Tây miền thầy giáo lâu rồi, về miền Đông để lập chốn lập ngôi, để cho đạo được về ngồi niệm Phật. Giờ thầy phải đi, xác thân này dấu cất, không biết ở nơi nào con giải tường chưa. Chiều buồn chưa tắt cơn mưa, thầy buồn nhớ đã buổi ban trưa tỉnh thần. Ráng đi con, bị khảo nhiều lần thầy rớt lệ. Thái tử Sĩ Đạt Ta kìa, xa chính bệ ngôi vua, bỏ gia vua vợ đẹp mấy mùa, la hồ la con dại sớm trưa hầu tu tình. Môn cô ba tánh, môn cô chung sanh thì ngài đã định, vào chốn rừng tàn để giác ngộ tu thân. Ngày nay đắc đạo tại trần, theo ngài từ phủ để rồi gần để tu. Nghe thì dạng, ráng nghe trò để công phu đúng bụi. Con thấy chưa, thầy như chú củi tầm trăng, đeo da để kiếm chị hằng, kiếm hoài kiếm mãi khi trăng lu mờ. Kiếm đâu có được, người ta cho là thằng củi ngu khờ, nhưng vì tình vì nghĩa bên này bờ phải mang. Thầy cũng vậy, thầy đến đây cũng cực khổ gian nan trùng dương vạn hại, để đến nước lân bang láng giềng, con ơi thầy đã bơi thuyền rước người lạc quốc về miền Nam Phương, rước tâm linh, rước con biết giảng đường, biết hối ngộ thân phận, biết làm gương cho đời. Từ đây bến Phật đừng rời, con ơi ráng niệm tới đời thượng lai. Mình niệm Phật mà
mình niệm mãi niệm hoài, niệm cho Phật ngự được tâm tánh, để cho Như Lai dắt dìu. Hôm nay thì giảng buổi chiều, tại nơi thuyền tình gió hiu hiu nhẹ nhàng. Răng tỉnh dậy, chúng con ơi, đạo tràng có mặt, thầy vẫn còn, thầy vẫn dắt trò về. Về ở đâu, về cõi Bồ Đề, về tâm thanh nhớ thầy kề khuyên vàng. Mau tu niệm cho kiếp trần gian mình mạng, đừng ở đây hoài rồi con nhìn biển cạn sông sâu. Tu hành khỏi mặt sông nâu, bây giờ con nhớ là câu niệm thầm. Quy trách nhiệm do tâm mình sức khoát, nếu mình làm hiền mình làm ác cũng do tâm. Ráng tu đức độ âm thầm, để quậy khai sáng suốt, để cho tâm nhẹ nhàng. Thương thầy tổ, chúng con ráng cố gắng cũng như hoa nở cả làng. Phải vui, phải trực tánh nhớ không, để họ hàng mến yêu. Sau đây thì vẫn cũng nên chiếc đò chiều trở về, đất Phật không hoành hiu đâu tròn. Đò ấy dân dậy hát hò, ở nơi Tây Úc cùng chuyện trò đông sông, đó là đò của Đức ông, rước người Nam Việt dài công cùng thầy, rước tâm linh, rước đạo đức, rước đức độ cao dài. Con sắc lân con ở lại miệt mài dồi trâu, hồn lính tử ráng lên tàu thầy đứa rước. Con đi về rồi quỷ trước linh môn, thầy ơi con nguyện linh hồn con gửi về phương cảnh trường tồn ngày sau. Ráng tu tịnh nha, mình giàu đạo đức. Thầy nguyện với Quan Âm hay nguyện với thầy để hiệp lực với chúng con, trợ duyên đạo đức được tròn, không sai một nét con còn nổi ngôi. Ngày mai nước thịnh nhà rồi, yên tâm mà đây đó giờ phản hồi vui chơi. Thầy xin kính mến đồng đạo mà nói, hôm nay sau này mình muốn đi Tây Phương Đông Độ cũng dễ lắm, mà thầy muốn qua trò cũng như cái cầu hay chợ vậy, không có giấy tờ gì hết rồi. Qua rất dễ dàng, vì thống nhất Sơn Hà rồi, tất cả năm châu ngũ chi hiệp chức lại hết trơn rồi đó. Sau đây đời Thánh Đức rồi hay là đời Thượng Quân đâu có còn xin giấy tờ nữa đâu. Mà sao con nghe hoài không có đến Thượng Quân, vì chúng con chưa có cao thượng được. Thì cái quân đó, cái quân sau này để đón tiếp chúng con là người cao cả, đến cái quân đó đó. Mà quân đó thì sẽ sắp tới, gọi là đời Thượng Quân. Mà mình phải sống cao thượng, từ trong gia đình tới ở ngoài tất cả, vì mình chết vì nữ sống dục không cần đến một cái gì đâu. Chúng con cố gắng để đại hùng đại lực, để noi theo Đức Phật mà thu dịu mềm. Nhưng mà lúc nào nóng, nếu chúng con không có nóng thì không có làm ra được việc gì hết à. Có một bà đó bà té dưới sông mà chúng con mát mẻ nguội lạnh quá, bà đó bà té thì sao chúng con không nhảy xuống, vì không có nóng. Còn nóng lên rồi đó, dùng cái sức nóng này là sức mạnh nhảy xuống bê bà lên, thì bê không nổi, có người khác người ta tiếp. Thì nghiệp cô đó quá, vì đó quá yếu mà dám vớt bà này vậy đó. Thì nếu mà không có sức nóng, sức nóng là sức mạnh, đó là kiên gan, kiên trì đó, để mình nhảy cứu, thì đó là mình còn nóng. Còn nếu mình không có nóng làm sao có lửa nấu cơm, đất nước lửa gió mình có hết. Nhưng mà nóng mà đốt nhà người ta, nóng mà để chém giết cũng dùng cái nóng đó để mà tàn sát hại sinh linh, thì cái nóng đó là nóng rất độc. Đó là tàn độc của mình còn. Còn cái nóng mà mình giúp, cái nóng mình rầy đứa con nạt đó, con đừng làm vậy nha, đánh, đó là giúp nó có cái lực quy để dạy nó, chứ không phải là không phải nóng. Trong gia đình với nhau tố cáo với nhau, vị này còn nóng quá, vị này nguội quá, nguội không làm gì hết ha, phải với ông Kỳ Dân Hồng Thế Bình. Chùi cây sắt vô trong lò rèn mà không có quay lửa, có đập được thành cái dao không? Không phải không? Chui vô
đưa vô quay lửa lên, nhưng mà đừng để lửa nó cháy qua cái nhà người ta nha, không đó vậy đó. Thì phải nóng á, không có binh vực, nhưng mà nói cái chân lý đúng theo lời Phật dạy. Đức Phật ngài thì kể chuyện chút ha. Đi khất thực bữa ban trưa, đi ngang nhà ông phú trưởng giả đó, thì ông phú trưởng giả đó ông ăn, ông đóng cửa ngoài mà đóng cửa trong nữa. Ông sợ người ta đến dòm miếng ăn của ổng mà xin ăn, mà không ai đông á, có vợ ổng với ổng thôi với đứa con trai. Thì ra bắt con gà mần cho đứa con trai ăn đó, bà cứ vuốt hoài bà khóc, mà không phải bà tu, không phải tu tiếp, khóc hoài à. Ông Phật ông ngoài ông nói, ông phú trưởng giả này tới giờ ông Phật dẫn đi rồi. Một ích kỷ lắm, ông hung dữ nữa chứ phải ông hiền đâu, ông nóng nảy lắm. Nhưng mà Phật độ được vì có cái duyên tiền trước á, Phật độ. Phật mới quá đi phước thực, nhưng mà quá như là vô trong cái nhà liền cực kỳ, cửa gì Phật cũng vô được hết à. Đang dọn cơm ăn, đang xé thịt gà rồi ăn ngon lắm mà Phật đứng đó. Ông này, cửa tôi đóng hết trơn, tại sao ông vô đây được? Ông nói vô được chứ, mà tại sao giờ này là giờ tôi ăn cơm, ông lại xin ăn, ông xấu quá vậy, giờ ăn cơm. Phật nói, ông xấu, tôi đâu có xấu, tôi đi khất thực tôi xin ăn, ông không cho thì tôi đi ra, mà ông xấu quá, ăn cơm sao đóng cửa chi vậy. Phật cũng nói lớn á. Ông suy nghĩ, phải ông xấu không? Ăn cơm mà đóng cửa lại à, đóng bít cửa ngoài cửa trong mà, tôi phóng quan vô, phóng quan vô. Thì ông đang ghi với ông Phật, ông Phật giận quá, ông Phật nói, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ ngay, ông biết ông là ai không? Rồi ông biết bà vợ ông là ai, ông là mẹ của ông đó. Hồi đó thương ông quá mà, thương đến đổi mà dồn dập thương mà không thể đi xa cách một giờ nữa, thương con như vậy, bây giờ phải đầu kiếp lại làm vợ ông đó. Còn ông biết thằng con này của ai không? Con ai không? Không phải con ông đâu, nó là cha ông đó. Hồi đó ông bất hiếu, bây giờ ông phải nuôi nó báo ông đó. Quá lại ông thấy ông già, bây giờ để con đó là lên báo ông đó. Hồi nãy bà vợ ông đi ra ngoài mà bắt con gà mà vô ăn đó, ông biết lại là ông nội ông đó, hay là cái gì của bà vợ ông đó, cho nên vuốt mấy cái khóc có đúng không? Buồn đũa hết trơn. Thì quay trở lại y chang vậy, ông phú trưởng giả ôm chân Phật đi ra luôn, còn đi tu luôn, vì nó có rõ ràng rồi. Nó có rõ ràng rồi như thế thì cái sự tu niệm của mình ha, tu tâm của mình tránh, bây giờ bắt đầu sửa sạn lên đường nha, thì tránh cái luân hồi nhân quả sanh tử, chúng ta không thể tránh khỏi, nhưng mà có thể tránh được vì mình tu mà, mình tu cho hết, cho biến dạng biến hình nè. Hồi xưa chúng con dữ lắm đó ha, thì bây giờ chúng con hiền rồi, hồi đó đi tay chân rồi nè, hịch hộm lắm, như anh hùng mà sửa thêm tướng để cho người ta thấy hoai phong rồi. Nhưng mà cái hoai phong đó không có được. Bây giờ mình phải sửa tướng là cái hoai nghi của Đức Phật đi, 32 tướng tốt. Chúng ta phải đi như Phật vậy, đi cái tướng dịu hiền lắm con. Tay chân mình đi theo cái quốc độ của Tây Phương Cực Lạc, hay là cái xứ đời Thượng Quân, mình thực tập trước, mình mới đi vào lĩnh vực được của Phật Pháp, cũng như ở bên đó. Mình thì qua đây phải chuẩn bị cái gì chúng con qua ở Tây Úc này, phải chuẩn bị học tiếng, chúng con đã định cư đây à, chứ đâu phải qua đây mà như thế thì đi về liền thì được đó. Là mình muốn trở về xứ Phật ở đời Thượng Quân thì chúng ta phải thực tập, mình biết được cái sự nhân quả, hãy gieo thì nó mọc lên liền. Mình biết được sanh tử luân hồi rồi, lên lên xuống xuống hoài sao con, để cho mất hết, chứ đừng có phải là luân hồi nữa chứ. Lên lên xuống xuống, tu cho dứt, tu cho biến mất hết tất cả cái dạng hình thù của mình hồi xưa đó. Bây giờ mình tu biến mất hết, tự con có phép tâm vô cùng cao cả, biến sửa đổi lại, để là một con người thiệt của thiên nhiên. Sau cuối cùng mấy nhà thiên nhiên đã hoại dột, chúng con có mấy nhà đó, tất cả cái gì thiên nhiên đã biến mất theo một dòng hệ của văn minh rồi.
Và tất cả những vị mà theo nền văn minh mới, chúng con thấy có đạt được gì không? Giờ thêm cái tội lỗi. Mà chính thầy biết, không lẽ thầy không tâm sự với quý trò sao? Có đúng không? Phải tâm sự, phải chia sẻ để chúng con giảm bớt đi, giảm bớt để trở về với thiên nhiên. Ngài Thượng Quân điều tra xét hỏi tất cả các vị vào cái thiên nhiên của mình nó không có, nó mất, nó khuất, nó bị che hết tất cả những cái vật đồ cùng là cái màn cảnh của văn minh trong cái đời sau này không có xài nữa. Thầy ơi, thì qua đây thì không cho con mua cái gì, sắm gì, chắc có mấy cái shop, mấy cái chỗ mà mua bán là thưa thầy. Không phải, chúng sanh mà đa dạng còn cắt phần riêng đạo tràng, anh em phát nguyện tu tâm để trước cứu của quyền mình sau, cứu mình và giải tỏa đi, giải phóng đi cho hết cái màn lưới của cái văn minh. Còn mình làm ăn thì cứ làm ăn chân thật tốt đẹp, giật tất cả những đồ gì của mình đó, thì như vậy, thế này là được rồi, đâu có gì nữa còn nữa. Thì nói thì con sống để coi, văn minh nhiều, ảnh hưởng nhiều, mưu kế nhiều thì tội lỗi nhiều, độc ác nhiều sẽ mang gông cùng nhiều, hãy nặng nề nhiều thì phải sụp đổ thôi. Còn cái đánh giá trị bằng một cái người có trí để xem coi như thế, chứ không có đụng chạm tới nước nào hết. Ở trong cái quả địa cầu này cũng có non nước, cũng có thành lũy, có tất cả các vị hết chứ, đâu phải không có đâu. Có người tu không tu, ôi biết là bao nhiêu. Nhưng hôm nay thì thấy sắp đổi vũ trụ mới. Mà khi đổi chúng con cũng không hay đâu, không biết đâu, nói như vậy. Tại sao thầy biết, thầy cũng nói mà không dám quyết định gì trời đất. Vậy thì cầu mong tất cả chúng con phải ráng cố gắng nha, để mà thay đổi tất hết và chuyển mình đi cho lẹ trong bộ máy chuyên cơ. Mình vẫn còn sống, mình muốn sống thì sống. Bây giờ này nói gì là có nấy, mình muốn chết thì chết, mà muốn sống thì được sống, mà muốn thành Phật được. Kiếp này kiếp nữa qua nơi đất khách quê người, đâu phải một ngày một bữa mà cũng có được cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ hay là có được một số tiền, hay được có một cái tài sản nhỏ của chính mình, cũng phải lâu ngày, lâu năm, lâu tháng. Còn cái sự tu của mình đâu phải muốn tu là thành Phật liền đâu, hay là tu hết nghiệp chướng con đó nhiều đời. Ráng tu, biết rồi đó, thôi trả đi đừng dai nữa, năn nỉ chủ nợ. Chứ mình nói nặng tăng thêm mà, tăng lời mà tăng cái gì đó nữa lên này nha, mình năn nỉ, có nghĩa là mình tu, nhìn, tu đi cho qua hết. Gia đình mình cũng được, nhờ thân mình không có cãi, không có nói gì hết, rất kệ. Khuyên lơn để hỷ xả quan hỷ hết cãi, chứ không có gì hết trơn vậy đó. Cho mình tu mới được. Là một, thứ hai nữa, cái người tu là người chịu đựng nhất, hy sinh nhất, cao cả nhất, mà khôn ngoan nhất. Ngu người ta đâu có đi tu vì đã xác thân rồi mà ta còn phải tu, ta cho linh hồn ta ăn uống nữa đó, mà ta đưa linh hồn ta về trên là cực lạc. Thì cái người tu đâu có điên đâu. Thì nói đừng có buồn nữa không, hãy về đi tu hết đi ạ. Bỏ nhà bỏ cửa, không phải. Còn các vị mà thì nói đây chắc có lẽ cũng hơi đồng và đụng chạm, nhưng mà kéo mực tàu đau đồng gỗ, u mê mới mê đời trò. Mua quá những vật đồ này là giả hết rồi mà, chỉ đồ của Phật. Không, đi du lịch nước nào bằng nước Tây Phương trò, đi tham quan nước nào bằng nước ở trong lòng mình có dòng suối từ bi, có bờ tình thương giác ngộ. Đi du lịch để phá sản tiền chứ con thấy không có ích lợi gì đâu. Du lịch cảnh Tây Phương con bớt khổ bớt sầu, bớt nhói nhức, bớt từng
câu lớn tiếng. Chúng con du lịch trong lòng đi rồi nó biến, chính mình lái con tàu để du ngoạn khắp nơi. Thành đô hay là quê thể tới bời, con đi du lịch khắp trời Đông Tây. Không bằng mình du lịch trong lòng mình, báo động mình được hay. Chỗ nào tốt đẹp, chỗ nào con xây lý thành. Chỗ đạo đức, chỗ con dùm dành phước báo, chỗ con hy sinh vì đạo, vì trời. Phàm thì du lịch khắp nơi, đạo thì du lịch nơi cung trời Tây Phương. Đi du lịch cảnh ấy đi con mới tận tường, mới mang được hạt giống tình thương xuống miền. Ráng ngồi thanh tịnh cũng như con tham thiền, lo tu niệm sức linh hồn về nơi cảnh giới tới đây. Mình đi không phải đêm, không phải là ngày, mình ngồi tịnh dưỡng thì Đức Như Lai dắt dìu. Để thấy cảnh Tây Phương, thấy cực lạc trong buổi tiết chiều, thấy tiên, thấy Phật, thấy cái sự biết điều trong trong. Con ơi dòng suối Đại Đồng thầy ngồi, nước mắt ròng ròng chảy ra. Con còn thiếu chất vậy mà chưa được bình phục, rồi tin ba giao cầu. Ráng tu tịnh hư lâu đi tròn nhé. Ở Úc Châu thầy mới ghé một lần, nhưng sư phụ Tây An đã dán không biết bao nhiêu phần để thuyết đạo, để dò vần kinh sự học. Còn sắc thân kim thân của thầy cực nhọc ở tại Nam Đường, đêm khóc ngày thân buồn thương dân tộc da vàng. Bây giờ biết họ biết hàng nơi đâu, thôi gửi lá thơ thăm năm châu bốn bể, trong này cũng để lời thơ cuồng không nể cảnh Hà Sa. Con ơi thế kỷ thứ ba, đây là thầy nói hậu tề gia Nam Phần. Ráng tỉnh dậy để tay lần chuỗi hộp, thầy gợi thăm chúng con làm rường cột nước nhà. Nhất là giữ bực lo báo hiếu mẹ cha, sau con niệm Di Đà thầm kinh. Ba là ra buôn bán làm ăn con nhã nhìn, đừng cãi dư người nhiều mất lĩnh thầy khuyên. Nhìn người con được lên thuyền, con sang Đông Độ về miền Tây Phương. Đừng cãi lại con, mình là người tìm đường giải thoát. Nhìn người đi tuy đau xót không sao, nhìn người tu đạo tiến mau. Con ráng thầy dặn ráng làm sao cho thành. Mình tu niệm đâu có danh đâu có lợi, mình chỉ làm ăn mà, đâu có đợi ai ngợi ai khen. Mình chỉ tu để mở ký làm đèn, mình lui gót trong phen chớp nhang. Lưng hồi khổ tự thân đâu tha nhé, con ráng đi về rồi ngồi niệm Phật mau mau. Dù đi dù đứng thế nào, mình ráng bỏ sức công lao thầy truyền. Ráng niệm Phật để về miền gặp Phật, ráng tu tâm chịu đựng nỗi khổ tâm, ráng tu thân để gội rửa chuyên cần, đừng đụng chạm ráng gieo ân sâu đầm. Cây thuyền đạo ngày nay thì cầm, ở chốn nơi này rồi chân dẫm xa xa. Có thầy sắc thịt đi qua, còn là sư phụ ngài ta đức liền. Chúc đồng đạo nơi miền an lạc quốc, chúng con ở đây như không mê vật chất sao qua. Mê làm sao sáu chữ Di Đà ngày tịnh độ rước qua nguy hiểm. Về suy nghĩ sát thân kính liệm đâu có được tồn, mình tìm lại mà chi.
Ngày mai hơi thở ra đi, nó không trở lại thì mình nguy tắc rồi. Quán cái chết đi con, để mình ngồi yên tịnh nghỉ. Quán tâm lành mình quán hỷ thứ tha. Quán bỏ đi cửa lại với nhà, tuy nó có nhưng mình không có mù sa mỏi mắt. Quán cảnh vật đi đừng khe đừng khắc, thương anh em mà mình như cốt quá nhục không lay. Dù anh dù chị có sai, con nghe thầy dặn ngày mai thứ lòng răng quan hỷ. Cũng như con gieo dọn đất để mình trồng hạt giống, nếu con gieo trồng rồi thì mình cũng mộng giống nó lên. Nhưng nhớ rằng mình đã gieo, nhưng đừng có quên ráng chăm bón để rồi giống bền trổ nụ. Ngày năm tháng thầy khuyên tích tụ ánh đạo Phật thầy, rồi con chăm chú hại không sang. Chịu buồn thầy thiết thầy tha, dặn trò hiền đạo chốn mù xa nơi này. Thầy có đi về rồi, chúng con sớm sửa chiều xây. Đừng để đạo thầy lem lút người khinh, phải tu niệm phải vững đức tin mới được. Vì bão mưa to gió trước thành sau, nay mày biến dạng lập trào. Đổi thiên mà lập địa rồi làm sao tránh giờ. Cho nên thầy nói dù nước lũ mình đắp cái bờ cho chắc. Nếu mình ở trong cái đời này khắc ngặt gian cơ có chứ con, mình không có bịt mờ, mình phải tạo hiện giờ đựng mình nuôi hứa. Thương đồng đạo thì đáng đau xót, mến đạo đồng thì tạm mất từng câu. Thầy con trò chớ nên sâu, thầy con thầy mạnh giỏi để bắt nhịp cầu con qua. Kỳ đây không có mù sa, con ơi trời đất mở hội long qua bây giờ. Hồi đó con biết sao không? Hồi thánh, hồi để tôn thờ, hội quần thiên mà giáo chủ hội hiện giờ. Trong trong hội đệ rồi phong cho các bậc đại lòng, các người hiệp sĩ, các hùng anh trong quân tàn. Phải sinh với Phật, với Thánh mới được nhàn, với Thầy, với Tổ thì nước Lân Bang nó sẽ quỳ. Xây chuyển biết rồi con thấy, để rồi chi, để năm phương thi cử, để nước mình có Phật tiên. Ngày hôm nay thì đi đây cũng do nó định lực hoạt thiên, do nơi Tây An sư phụ để thầy du miền đó thôi. Về đánh tay thấy đời quá cần rồi, bước đi chân đứng bồi hồi vô sông. Con ơi con ráng dài công, thở than với đạo chớ thở than với ông thì rầy. Đang cố gắng không? Sửa xây cho nó gấp nha. Cái thầy thấy núi non kia còn bị sập đó trò. Chuyện phong ba đã lấp núi rồi, giờ gò biển có khúc cạn, chúng con còn lo gì nữa hơi. Làm ăn như vậy được rồi, không có khấp khởi, để sinh nhai đời sống đó đây. Để gieo phước duyên từ thiện cùng thầy, nếu mà chúng có xảy ra việc đó đó, thì con đã sửa xây con mới giúp được. Theo thầy tổ mình về nước ngược, nghe rồi đừng buồn ráng vượt qua sông. Chịu buồn thầy hát lý sông không, kệ bài của hỡi đức ông ngày nào. Buồn cho ba tánh sông sao, buổi này sắp lọt xuống ao bớ trò. Vậy mà chung chẳng có lo, còn bài những chuyện gai go không đường. Buồn cho thế sự bốn phương,
không hay thầy dặn không đường mà lui, bụi này mà lại ham vui, tạo ra phong cảnh bụi ngùi đức ông. Chiều buồn nói chuyện không không, thơ cuồng ta gửi Tây Đông khắp miền gỡ thơ trong ánh phổ truyền, trong lời của đạo khùng điên ngày nào. Điên từ lúc thai bào hay là kiếp trước, thầy đã điên mới được như vậy, nếu không điên làm chức tổ thầy thì quá mấy nhịp buồn lầy chôn lấp. Thầy đã điên trong buổi chiều này mới gặp, gặp học trò thầy có sợ mớ tắp lại hay không? Điên kinh, điên kệ, điên lòng, nào đâu điên bạc tiền đồng bớ con. Điên năm núi bảy non thầy dân, điên buổi này thầy chưa có thắng được ma dương. Phải cần trốn rảnh trốn mương, vì nó thầy nguyện nó cương đến cùng.